hai lưỡi hổ 25 đồng, nó gọi là cây rắn đó, lưỡi rắn. Cây này cây gì đây không biết nữa. Mát quá, họ mở e mát quá. Đây với một dàn thông. Noel với snowman trên cao kìa. Có thằng cháu nó bưng quà nữa. Này, con đìa lớn không? Đìa. Con đìa lớn không? Giống như chạy trong rừng thông ra ha, họ xếp cũng hay. Cây này 400 nha, cao lắm.